Ok. Chúng ta quay lại với bài học. Thì hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là lấy list và tạo mới ấy, cũng như là update delete về một cái model. Cụ thể ở đây chúng ta làm cái theory. Chúng ta đã lấy ra được rồi. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là cách upload file và một cái cách load dữ liệu vào model nó nhanh hơn một chút để chúng ta dễ dàng làm việc hơn. Cái cách hôm trước tôi hướng dẫn là để chúng ta sẽ hiểu cái cách chúng ta gán dữ liệu cho model nó như nào thôi. Thì trước hết thì tôi muốn vào nhanh cái category này, tôi sửa cái menu. Thì menu thì chúng ta sẽ sửa nó ở trong này. Chúng ta close hết đi. Rồi, bây giờ tôi muốn sửa cái menu thì tôi phải vào cái layout. Vào cái layout, vào view này. Có layout này, trong này nó sẽ có một file main của chúng ta. Chúng ta vào đấy. Nó sẽ có một cái navigation widget. Thì để sửa cái đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó tương ứng home, about, contact. Thì nó tương đương với các cái button ở phía ở navigation nó ở đây. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành sửa nó. Thì đầu tiên tôi muốn sửa cái này thành category. Xếp vào bây giờ sửa link URL của nó thành sang là category. Các bạn để ý cái chữ category này nó tương ứng với cái controller tên là category. Tuy nhiên cái chữ C này chúng ta, cái chữ đầu tiên của nó ấy, thì chúng ta viết bình thường, trỏ sang index. Còn cái phần contact này hiện tại tôi không cần, tôi tạm thời xóa nó đi, tôi xếp vào. Chúng ta có thể F5 để xem những sự thay đổi. Ok, nó sửa thành công. Bây giờ quay trở lại với cái create của chúng ta lúc nãy. Thì ngoài cái cách create là tức là tôi lấy ra cái, tôi mở cái file category controller. Các bạn có thể sử dụng phím Ctrl P, sau đó là gõ cái tên file ra thì chúng ta enter nó sẽ ra cái file này. Chúng ta quay trở lại với cái file hàm create của nó này. Như lúc nãy là lúc vừa rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là tôi có cái request này, port này, category đúng không? Sau đó tôi lọc ra tất cả những cái dữ liệu cần thiết, xong tôi xếp xuống, được chưa? Tuy nhiên tôi có thể làm một cách khác nó load nhanh hơn. Load dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Đây, mình có thể check cho các bạn. Ở đây mình sẽ thử va đăm ra cái dữ liệu của thằng model này. Như sau này. Và va đăm cái model. Cái đài đây. Ok, chúng ta có một cái model object ở đây là category này. Chúng ta có dữ liệu của nó trong này gồm 3 dữ liệu là array là name này, description này và deleted. Còn giá trị của nó ở đây. Ok. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn một cách nữa, load nó thực hiện ra kết quả như này nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta làm như sau. Chúng ta đã tạo một cái model new category ở phía trên rồi. Thì bây giờ chúng ta tiến hành load cái dữ liệu vào cho nó. Như sau. Model trở đến load. Nó mở ra. Chúng ta có một cái request kia. Request trở đến post. Như thế này, tức là chúng ta load toàn bộ cái dữ liệu của cái post, của cái tất cả những dữ liệu tải lên vào trong cái model. Thì tạm thời comment vòng này vào. Bây giờ chúng ta check cái kết quả sau khi nó load vào nó sẽ như thế này. Ok, đây chúng ta cũng có là một cái category dữ liệu trường name, dữ liệu trường description. Tuy nhiên chúng ta chưa gán giá trị cho cái trường deleted đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gán. Chúng ta bỏ comment cái dòng này đi. Chúng ta F5 lại. Ok, chúng ta đã có deleted và xếp xuống. Chúng ta tiến hành bỏ cái va đam đi, chúng ta xếp xuống xem kết quả nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta đã xếp thành công. Như vậy thì chúng ta bây giờ sử dụng cách này, chúng ta chỉ mất một dòng để load dữ liệu thôi. Ok, xin lỗi các bạn một chút để mình tắt cái Skype. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành upload ảnh lên trên
lên ảnh cho những cái category này thì như sau. Chúng ta tìm cái category model. Đây. Cái category này thì chúng ta mới có các trường là description này, deleted này, name này. Ok, chúng ta còn có trường image, nhưng mà image của kiểu của chúng ta hiện tại nó là string. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cái upload cái file lên ấy, thì kiểu của chúng ta nó sẽ là kiểu file, nên là chúng ta không thể sử dụng cái thằng image này được. Thực chất tôi tạo cái image này ra để lưu cái đường dẫn đến cái thư mục chứa cái file ảnh thôi. Thì tôi sẽ tạo ra một cái attribute, gọi là attribute, tôi tạm gọi là attribute ảo để lưu cái file đó. Thì tôi sẽ tạo nó ra ở đây. Public file upload, tôi lưu nó vào. Hôm nay tôi cũng tạo ra cái root cho nó. Copy cái tên của attribute, kiểu của nó là kiểu file. Ok. Rồi, sau đó thì tôi sẽ quay trở lại cái màn hình create này. Bây giờ tôi cần một cái chỗ để tôi up file lên, thì tôi tiến hành như sau. Vào cái màn hình create, cái category create này. Bây giờ tôi copy thằng này, paste ra. Bây giờ ở trong cái category kia của tôi là có một cái attribute tên là file upload, thì tôi copy nó ra, paste nó vào đây. Xóa thằng này đi. Bây giờ tôi cần một cái file upload đúng không? Vậy thì tôi sẽ cần một cái kiểu ở đây là file input thì phải. Nhưng tôi nhớ không nhỉ? Để xem nào. Rồi, chúng ta đã có một cái file upload, cái file input. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là thử đưa dữ liệu và upload file vào để ảnh gửi lên. Tất nhiên nó sẽ nhận, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không có cái file này. Bây giờ tôi sẽ bắt thử xem là cái dữ liệu kia nó sẽ như thế nào nhé. Dữ liệu phía này. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ va đăng cái thằng module này ra. Và đăng module này. Rồi, chúng ta submit. Rồi, ok, chúng ta có thể tìm cái file upload đây. Nó lên cái file upload, tuy nhiên các bạn có để ý ở đây nó là dạng string. Nó là dạng string nhé. Nên là chúng ta khi mà lưu ấy, nó sẽ chỉ lưu cái string này tên ảnh thôi. Nhưng mà chỉ lưu cái tên ảnh đó thôi, đúng không? Và trong cơ sở dữ liệu của chúng ta, để tôi bật cái thằng Navicat lên. Trong cơ sở của chúng ta thì các bạn có thể nhìn xem cơ sở dữ liệu thì nó không hề có cái file, có cái attribute nó tên là file upload đúng không? Nên là khi các bạn xếp xuống thì cái image của chúng ta nó vẫn là một cái khoảng trống, nó không có cái gì cả. Rồi bây giờ chúng ta muốn lọc ra cái file đó, muốn lọc ra cái file mà gửi lên ấy, thì chúng ta thực hiện như sau này. Chúng ta sẽ check là module cho đến. Chúng ta lấy ra file upload. Đây là tôi gán giá trị cho cái file upload, tức là nó là kiểu file đúng không? Thì chúng ta để lấy được cái đấy thì chúng ta phải thực hiện là phải sử dụng cái upload file của G. Thì các bạn gọi đến cái thư viện của nó đây. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bằng gán nó bằng cái giá trị là của upload file này. 2.2. Get instant. Get instant của cái gì? Chúng ta get instant của cái model, tức là dữ liệu chúng ta load lên. Và còn đây là cái attribute chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra, thì chúng ta sẽ lấy ra cái file upload này. Rồi bây giờ chúng ta va đăng file upload này ra. Chúng ta save, bây giờ chúng ta check xem nằm lại. Rồi null. Thì tôi xem lại cái form. Đây. Thì cái form này begin của chúng ta là, nếu mà để các bạn để nguyên như thế này thì nó tất nhiên là nó sẽ không gửi được cái file đấy lên. Nếu mà các bạn để gửi được cái file lên thì chúng ta phải có một thêm một cái option của các form. Khi mà gửi file lên thì chúng ta phải có cái option mới như sau. Option
không nhớ chính xác cái cú pháp nó như nào. Chúng ta có thể search là Z2 file upload. Chúng ta vào cái Stack Overflow này nè. Đó là đây, các bạn để ý chúng ta cần phải có một cái option tên như này, option này encrypt type giá trị là multipath form data, thì chúng ta copy, chúng ta paste vào đây, rồi để chúng ta save lại, chúng ta làm lại đây. Lỗi à, để tôi chọn đây, upload file, copy ở controller, chúng ta paste đây. File upload đúng không nào, upload save vào để chúng ta test lại. Check lại xem sao. Đây, bây giờ chúng ta đã có một cái template của file rồi nhá. Các bạn để ý chúng ta đã có template của file này, có đuôi này, có kiểu file này, image JPEG này, đây là tên file này. Bạn thấy chưa? Chúng ta có cả cái size của file, số MB của nó. Đây rồi, đây chúng ta đã lấy được file. Thì chúng ta xem tiếp xem là người ta sẽ tiến hành lưu file kiểu gì đây. Thì chúng ta tiến hành lưu file này. Nó copy cái đoạn này của họ. Thực chất là nó sẽ là cái chúng ta đã có cái file kia rồi. Thì bây giờ là chúng ta copy cái model này, file upload này, save as này, đưa vào cái thư mục upload. Đây là người là tôi định đưa vào cái thư mục upload, nhưng mà cái thư mục upload của tôi ở đâu? Chúng ta nên tạo thư mục upload đấy ở trong thư mục web nhé. Bởi vì web nó là cái thư mục duy nhất nó public, nó cho phép các cái request truy cập vào. Chứ còn nếu các bạn để ở những cái thư mục khác thì chúng ta sẽ không có không vào được cái thư mục đó. Rồi chúng ta tạo cái thư mục new folder up ở quyển upload, paste vào, có thể kéo lên cho chúng ta dễ nhìn. Đây thư mục upload, sau đó chúng ta save vào. Có thư mục upload chứ, nhưng mà chưa có gì. Rồi bây giờ chúng ta lưu nó bằng cái, hiện tại là mình lưu nó bằng cái base name, tức là cái tên hiện tại của nó. Và đây là tôi có một lưu thêm cái chấm, chúng ta cộng chấm này, chấm xong rồi nó sẽ lưu thêm cái extension, tức là cái đuôi của cái file đấy, được chưa? Rồi xong rồi sau đấy tôi sẽ lưu cái, tiến hành lưu cái image vào, đúng không? Model cho đến cái trường là trường image, trường image bằng, tôi copy nguyên cái đoạn này, file extension paste vào, chúng phải sau đó tôi save vào. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ save, bạn có thể xem ok, nó không có cái kiểu file dòng bao nhiêu đây. Đây, model file. Tôi chưa đổi tên cái đấy, nó gặp phải là file upload. Như này cũng thế. Tôi save vào. Back lại đi. Rồi, ok. Pokemon đi. Upload một cái file khác. Ok, bây giờ tôi đã có cái image này. Các bạn có thể nhìn thấy image đấy chưa? Có thể thấy được cái tên, cái description của nó rồi. Chúng ta check xem là trong cái thư mục upload này nó có ảnh chưa. Đây, chúng ta upload lên ảnh đây rồi. Opening container này. Đây, nó là cái ảnh này. Ok, vậy là chúng ta đã up ảnh thành công. Rồi. Tuy nhiên chúng ta phải test thêm một lần nữa.
Nếu mà chúng ta không áp ảnh lên thì nó có sự vấn đề gì xảy ra hay không? Tôi tạo lại. Test. Test again. Không tạo. Ok, nó đã gặp lỗi. Ở đây nó xảy ra lỗi ở dòng 24 của Category Controller. Lỗi của nó là không save S được cái gì hết. Tức là cái khi mà chúng ta không gửi cái gì lên thì nó sẽ save S không thành công, nên nó sẽ gặp lỗi ở đấy. Thì chúng ta sẽ check. Khi mà chúng ta check ở đây, chúng ta phải check xem cái này nó có bị null hay không. Được chưa? Thì chúng ta sẽ check if moral file upload thì nó sẽ thực hiện cái này, cắt paste lên đây. Được chưa? Nếu mà không có file thì nó sẽ không có cái gì hết. Được chưa? Chúng ta thử lại xem sao nào. Ok, đã xếp thành công. Được rồi nhé. Thì và bây giờ chúng ta có thể up file mà có file cũng được, không có file cũng được. Ok, đây, tên file đây, được chưa? Thì còn cách chúng ta lấy ra cái ảnh này như thế nào? Thì mình đang nghĩ là ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cho đầy đủ cái tạo file đi đã. Xong rồi bài sau, có thể video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy ảnh ra. Như vậy thì cho nó trọn vẹn, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta nhiều kiến thức quá thì nó sẽ bị loạn. Rồi ok. Thì đây là tôi đang lấy ảnh theo là cái ảnh nó, đây các bạn có thể để ý nhé, đây hai cái tên ảnh này nó khác nhau đúng không? Tuy nhiên tôi lấy ra hai cái ảnh nó giống nhau thì sao? Hai, tức là thằng Category này nó cũng có up lên một cái ảnh tên là như thế này, thì liệu nó có bị xóa đi hay không? Chúng ta có thể check nha. Đây là hiện tại là tôi vào cái thư mục bỏ cái thằng này đi, tên của tên đi. Đây 12, 15 này, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ copy con này ra, được tương vào cái thư mục desktop này. Bây giờ đây, tuy nhiên tôi đổi nó thành 15.jpg. Rồi bây giờ tôi tiến hành upload cái ảnh này lên, xem là nó cái thằng ảnh 15 kia nó có bị thay đổi hay không. Đây các bạn để ý nhé. Các bạn để ý, chúng ta có cái ảnh 15 là hình con ong đúng không? Đây là hình con bướm. Thì bây giờ tôi sẽ thử upload một cái nó hình con bướm và tên là 15 lên, xem nó sẽ như thế nào. Tôi tạo mới. Bây giờ tôi lấy cái hình ở desktop ra. Con 15. Ok. Submit lên. Tạo thành công. Nó vẫn là hình 15. Tuy nhiên chúng ta có thể check xem là cái upload này, đây, nó đã thành hình khác, tức là nó bị ghi đè lên đúng không? Vậy thì vấn đề của chúng ta ở đây tức là khi mà các bạn up một cái ảnh nào đấy lên mà nó bị trùng tên, thì cái ảnh bị trùng tên thì cái ảnh trước nó sẽ bị ghi đè lên, tức là nó xóa cái ảnh cũ đi và nó up cái ảnh mới lên. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta giải quyết cái vấn đề này bằng cách khác là bây giờ ví dụ tôi muốn là tôi sẽ có một cái tên duy nhất cho cái ảnh mà tôi mới up lên đấy. Được chưa? Bằng cách nào? Chúng ta sẽ làm như sau này. Tiến hành là bây giờ tôi muốn có một cái ID của cái thằng Category này. Bởi vì ID nó là duy nhất mà. Chúng ta có cái ID rồi thì bây giờ chúng ta tận dụng luôn cái ID của nó để xếp xuống. Để xếp cùng với cái tên ảnh, được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành như sau này. Đầu tiên tôi sẽ load vào. Sau đó tôi sẽ update cái deleted này, tức là cái trạng thái. Sau đó tôi sẽ tiến hành create model, create, tạo mới luôn. Nhưng mà cái create này nó sẽ trả ra cho chúng ta một cái
một cái giá trị là cái ID. ID mới của cái bản ghi được tạo ra trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể check ở đây. Và Adam ID. Đây. Chúng ta có thể, nếu mà để biết thêm chi tiết thì chúng ta phải thể vào G tìm kiếm một câu lệnh là G2 Active Record Create Method nhé. Rồi thì chúng ta check lại xem sao. Tạo mới này. Chờ. Ok, chúng ta gửi lên. App Model Create Method. Chúng ta có thể check xem sao. G2 Active Record Create. Chúng ta sẽ tìm cái get last insert ID. Nó rất nhiều cách. Ok, chúng ta có thể tiến hành là thử là cái save này, nó vẫn save xuống. Nó vẫn tiến hành là save xuống. Tuy nhiên chúng ta va đâm ra cái model ID. Thử xem nó có kết quả gì không. Back lại. Ok, chúng ta gửi lên ID 10. Tức là cái ID mới nhất. Ok, vậy là chúng ta đã lấy được cái ID rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành save cái file kia. Thì đây nó chính là cái tên file này. Chính là cái tên file này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nữa để lưu cái tên file mới. Image name bằng đi, bằng cái model cho đến ID. Muốn lấy nó là category. Image dưới cộng với cái ID của cái cộng với cái ID của cái thằng model vừa mới tạo ra. Phần này tôi copy cái này đây, tôi sẽ ném nó vào đây. Thế nó sẽ lưu file bằng cái tên này. Ở dưới này cũng thế, tôi save vào. Ok, chúng ta giữ nguyên cái đoạn này, chúng ta lại xếp xuống thôi. Để thử coi sao. Quét lại. Có category. Chúng ta đang có 10 đúng không? Kể cả 15. Ok, chúng ta có 10, đây là 11 này, category ID này. Được chưa? Xong rồi sau đấy thì chúng ta sẽ check xem cái file ảnh cái nó có update lên ảnh mới. Đây, chúng ta đã có một cái ảnh mới. Tôi tạo mới tiếp này. Đây, tôi tạo hình con sâu này. Đây, chúng ta đã có một cái ảnh mới. Ảnh mới của chúng ta. Được chưa? Đó. Phần update thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Được chưa? Thì tôi đã hướng dẫn xong các bạn cái phần về update ảnh và tránh cho việc cái ảnh nó bị trùng tên hoặc nó bị ghi đè lên. Được chưa? Tất nhiên là cái này nó sẽ còn rất là nhiều cái tip nó khác nhau để chúng ta sử dụng. Nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong thời gian sau. Trước mắt là các bạn
thực hành lại cái phần này thử xem nó được đến đâu rồi nhá. Rồi, chúc các bạn học tốt.